Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo cập nhật về giá ga mới nhất hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn. Trong bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá ga trên thị trường thế giới mới nhất cuối tuần. Tiếp theo là thông tin cập nhật mới nhất về giá CPLPG trên thị trường thế giới tháng 12 tính tới ngày 10 tháng 11 và dự báo mới nhất về giá ga tháng 12 năm 2023. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2023 tiếp tục trượt dốc gần 1% vào đầu phiên sáng nay. Giá ga hôm nay tiếp tục giảm, dao động quanh mức 3,01 USD trên MMBTU. Các thương nhân đã bắt đầu rút khí đốt tự nhiên khỏi kho dự trữ cao kỷ lục của châu Âu trong tuần này do thời tiết trở lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm tăng lên. Giá gas hôm nay giảm 0,79% xuống mức 3,01 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12 năm 2023. Theo dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, các kho lưu trữ khí đốt ở Liên minh châu Âu EU đã đầy 99,57% tính đến ngày 8 tháng 11. Dữ liệu cho thấy trong vài ngày qua, hầu hết các nước EU đã liên tục rút lượng khí đốt dòng nhỏ từ kho lưu trữ của họ. Đây là đợt rút dòng liên tiếp đầu tiên từ kho dự trữ khí đốt của châu Âu kể từ tháng 4, thời điểm kết thúc mùa sưởi ấm mùa đông trước. Việc rút khí đốt có thể tăng tốc vào cuối tuần này vì một số khu vực ở châu Âu có thể thấy độ thấp hơn bình thường, nhưng tuần tới, nhiều quốc gia dự kiến sẽ quay trở lại nhiệt độ thông thường hoặc trên mức bình thường. Các nhà phân tích của công ty tài chính LSEG dự đoán nhiệt độ ở Pháp và Đức có thể cao hơn bình thường khoảng 2-5 độ C vào đầu tuần tới. Nhu cầu tiếp tục yếu và dự báo nhiệt độ cao hơn vào tuần tới đã khiến hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên TTF của Hà Lan, chuẩn mực cho giao dịch khí đốt của châu Âu, giảm 3,8%. Mặc dù hàng tồn kho gần như đã đầy, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khó khăn vì mùa đông lạnh giá và khả năng gián đoạn nguồn cung có thể khiến cán cân thâm hụt và khiến giá tăng vọt. Sự biến động dự kiến sẽ tiếp tục cũng do mối đe dọa cung cấp từ Đông Địa Trung Hải trong trường hợp bùng nổ cuộc chiến Hamas-Israel. Các nhà phân tích của Energy Aspects cho biết đường cong gần TTF, Hà Lan có thể vẫn sẽ mang một lượng phí bảo hiểm rủi ro đáng kể liên quan đến rủi ro thời tiết điển hình và lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Theo công ty tiện ích Engie của Pháp, hiện tại, nhu cầu khí đốt tự nhiên của châu Âu tiếp tục yếu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái và phần lớn sự sụt giảm nhu cầu có thể sẽ là vĩnh viễn. Nhưng các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành đã nói với Bloomberg hồi đầu tháng này rằng nhu cầu khí đốt của châu Âu có thể bắt đầu tăng vào mùa đông này với mức tiêu thụ điện cao hơn ở các thị trường lớn và giảm bớt sự suy giảm nhu cầu công nghiệp ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Thưa các bạn, về dự báo giá gas tháng 12 năm 2023, cập nhật mới nhất giá CPLPG trên thị trường thế giới, theo ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 11, giá CPLPG hiện đang ở mức 612,1 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 11 năm 2023 là 2,9 USD trên tấn. Như vậy, nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas tháng 12 năm 2023, bình 12kg dự báo sẽ giảm nhẹ 857 đồng tới 1.000 đồng trên bình, bình 45kg sẽ giảm đi 3.217 đồng. Về tình hình giá gas trong nước sáng nay ngày 11 tháng 11, Công ty Cổ phần Kinh doanh Gas LPG Việt Nam, chi nhánh miền Nam thông báo, từ ngày 1 tháng 11 giá bán Petro Việt Nam gas tăng 5.000 đồng trên bình 12kg và 18.765 đồng trên bình 45kg. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11, giá gas của công ty sẽ tăng thêm 4.000 đồng trên bình 12kg và 17.000 đồng trên bình 50kg. Theo đó, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 468.000 đồng trên bình 12kg và 1.948.500 đồng trên bình 50kg. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Sài Gòn, Sài Gòn Petro, cũng thông báo từ ngày 1 tháng 11 tăng 4.000 đồng trên bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 430.500 đồng trên bình 12kg. Theo các công ty, do giá gas thế giới tháng 11 chốt 615 USD trên tấn, tăng 7,5 USD trên tấn so với tháng trước nên các công ty điều chỉnh tăng theo. Đây là tháng thứ 4 giá gas liên tiếp tăng. Từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 6 giá gas tăng với tổng mức 148.000 đồng trên bình 12kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ.